Hello, hola, chào mừng các bạn đã quay lại với Riptide Abyss. Chiến đấu tiếp các bạn nha, chưa nghỉ Tết đâu. Mà thật ra năm nay cũng không nghỉ, làm xuyên Tết luôn. E rớt mà nghỉ Tết gì. Rồi dự án hôm nay muốn chia sẻ cho mọi người đến từ dự án cũ, vẫn là cập nhật tiếp ha, cập nhật thông tin mới. Dự án muốn chia sẻ đến từ Smart Layer, Layer 1 Blockchain. Con này thì khoảng 7 ngày trước, video gần nhất á, mình cũng đã chia sẻ thêm thông tin về nó rồi. Thì ở video này vẫn là thông tin mới, những cái nhiệm vụ mới. Thì bây giờ tóm tắt kèo sơ vào một cái rồi đi vô nhiệm vụ mới. Rồi ở video này mình cũng chia sẻ thêm cho mọi người cách nhận thêm điểm, cố gắng thu thập càng nhiều điểm càng tốt. Con này thì khả năng là sớm thôi các bạn, không Erup nổ bất cứ lúc nào nên anh em tranh thủ ha. Đặc biệt những bạn mới thì cứ làm thử, làm hoàn toàn miễn phí mà. Rồi còn riêng cái phần nhiệm vụ ngày hôm nay chia sẻ sẽ cái tốn một ít phi gas ở trên mạng Matic các bạn, không có bao nhiêu đâu ha. Phi gas Matic là bao rẻ thì anh em tham khảo. Bây giờ mình sẽ tóm tắt là kèo cũ nè, tóm tắt toàn bộ. Thứ nhất là gì? Ngày xưa có một video share cho mọi người nhận cái pass ở trên thằng Smart Layer, chỉ cần đăng ký bằng mail thôi, đúng không? Sau đó verify mail rồi kéo xuống làm nhiệm vụ ở phần West, đúng không? Kéo xuống nhiệm vụ Twitter, Discord này kia thôi. Rồi bên phần bên này. Đấy. Làm thêm nhiệm vụ, cái nào mở thì làm, còn nào đóng thì thôi. Đó, đó là cái kèo đầu tiên khi mà share. Còn tiếp đến thông tin gần đây là gì? Và chia sẻ cho mọi người Myrat và di cư á, liên kết cái ví ở phần Myrat này nè. Đó, đã làm xong. Rồi tiếp đến nhiệm vụ cần nhất là gì? Và chia sẻ cho các bạn tham gia cái chương trình Early Access của thằng Smart Layer. Đúng không? Chương trình này thì mình làm gì nhỉ? Tương tác với Smart Contract á, tạo một Smart Contract deploy để nhận được cái số điểm là 3.800 điểm nè. Như vậy chia sẻ bạn bè tối đa 30 lượt, nhận thêm 800 mấy điểm nữa. Nhưng mà các bạn thấy rõ ràng ở bên cái thằng Smart Pass á, như vậy thằng bên Early Access này nè, nó chưa có đồng bộ điểm nha, điểm đúng không? Hai bên mà điểm khác nhau nó chưa cộng lại, thì các bạn phải làm thêm một cái bước ngày hôm nay là bước gì? Bước link ha, liên kết cái ví để cho mai mốt nó sẽ snapshot và nó cộng điểm, và hiện tại nó chưa đồng bộ điểm và chứng tỏ theo mình nghĩ nó chưa snapshot các bạn, đúng không? Thì các bạn nếu mà đã tham gia cả hai chương trình, thứ nhất là nhận cái pass, đúng không? Cái thứ hai là nhận ở trên thằng Early Access, thì các bạn sẽ liên kết ví đồng bộ với nhau cùng một địa chỉ ví. Rồi tiếp đến bây giờ và trọng tâm video ngày hôm nay, thì tại cái bước mà liên kết ví này các bạn, thì nó bao gồm gì? Liên kết ví của thằng Smart Bat nè, rồi Smart Cat nè, và con mèo á, nuôi mèo để nhận điểm á, rồi quá vẹt Early Access đấy. Thì trước giờ bạn nào nếu mà chưa nuôi mèo á, thì bây giờ mình chia sẻ luôn. Mèo thì xưa tôi có chia sẻ lâu rồi nhưng mà cũng làm biếng nuôi, thì bây giờ còn mấy ngày à, nói chung khả năng Erup nó sẽ sớm thôi ha. Thì bây giờ mình tranh thủ nuôi được bao nhiêu thì nuôi, nuôi nó nhận điểm. Nhưng mà cái gì cái thì dù nuôi hay mà không gì thì các bạn cứ liên kết ví các bạn nha, nhớ liên kết ví. Rồi bây giờ nuôi về sao phải có con mèo mới nuôi được. Ngày xưa mèo thì nhận miễn phí, còn bây giờ nếu ông nào mà không có mèo thì có thể đi mua mua trực tiếp ở trên OpenSea ha, giá cũng không có nhiều đâu, 0.28 Matic, 0.24 Matic, thì đâu đó tầm cỡ 0 chấm mấy đô thôi, không có nhiều, thì cứ mua các bạn, giá rẻ mà, đúng không? Bây giờ mình sẽ chia sẻ cho mọi người cách nuôi mèo để nhận điểm. Đây, sau khi các bạn có con mèo rồi đó, có nghĩa là đã mua rồi, hoặc là trên ví các bạn có hâu á, thì các bạn sẽ truy cập vô cái trang của thằng Token Rip ha, để tiến hành nuôi mèo. Bấm vào chọn con mèo, thì như các bạn thấy ở đây mình có một con. Giờ đầu tiên các bạn làm gì? Sẽ đặt cái tên, đúng không? Đặt tên con mèo, sau đó bấm set thôi rồi xác nhận trên ví là xong. Còn nếu mà đã đặt tên rồi thì bỏ qua ha. Và nhiệm vụ của mình mỗi ngày là gì? Có 7 lần. Mỗi một ngày thì không nhất thiết các bạn làm hết, khi nào rảnh thì các bạn làm thôi. Và các bạn sẽ cho ăn. Để tôi kiếm con mèo nào mới tinh luôn đi, tôi làm thử ha. Đây ví này tôi chưa có mèo nè. Đi mua thử làm từ đầu tới cuối luôn. Mình hiện tại mình đang nuôi 3 con, giờ mình nuôi thêm 1 con nữa đi. Là coi như nuôi 4 con thôi, không nuôi thêm đâu. Giờ tôi đi mua mèo. Bye. Làm từ đầu tới cuối ha. Đây, giá có 0.19 đô thôi các bạn. Mấy cái kèo này thì cũng hên xui ha, nhưng mà thấy chi phí cũng không nhiều, mà thấy nó là layer 1 nữa nên thôi cố gắng làm được bao nhiêu thì làm. Erup và hên xui mà, những cái kèo mình coi mình khi thường, khinh thường thì lại là kèo nổ to.
Rồi bây giờ mua mèo xong tôi sẽ truy cập vô cái trang Token Rip để kiểm tra con mèo và đồng thời tiến hành nuôi nó. Nuôi mèo thì có những nhiệm vụ gì? Download các bạn. Vừa mua đây. À, chị ví này ngày xưa mua rồi. Có rồi. Đây. Khi các bạn truy cập á, có nghĩa là khi mới mua con mèo về á, thì các bạn phải adopt ha, nhận nuôi nè. Đấy. Bấm vào để nhận nuôi rồi nó mới hiện ra những cái thông tin khác. Xác nhận, đúng không? Sau khi nhận nuôi rồi thì nó mới hiện thị lên cái mục cho các bạn đặt tên này nọ. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mỗi ngày có 7 lần để cho các bạn cho ăn, đúng không? Bấm vô feed nè, cho ăn 7 lần các bạn nha, mỗi ngày chỉ tối đa 7 lần. Rồi tiếp đến là gì? Cho ăn xong thì phải dọn dẹp, clean ha. Đây khá là tắm rửa dọn dẹp cho mèo á, và mỗi ngày tắm rửa hai lần, dọn dẹp 2 lần. Rồi hẹn hò thì tối nha, mỗi ngày tối đa 5 lần các bạn nha. Thì bây giờ mình vừa cho ăn rồi thì bây giờ mình win nè và dọn dẹp ha, thỉnh thoảng vô kiểm tra thôi. Ai siêng thì ngày mỗi ngày làm đủ hết tất cả nhiệm vụ đó, còn không siêng á thì làm được bao nhiêu thì làm các bạn. Một lát nữa mình sẽ kiểm tra cái số điểm mình nhận được trong quá trình nuôi mèo, chia sẻ cho mọi người luôn. Cứ mỗi một nhiệm vụ như vậy các bạn bấm vào thì các bạn sẽ xác nhận trên ví và tốn một lượng nhỏ gam và đồng Matic ha, không đáng bao nhiêu đâu. Nếu mà nuôi mèo lên maximum thì đâu đó một vài đô à, lên level á. Rồi bây giờ nãy giờ làm gì rồi? Cho ăn rồi, dọn dẹp rồi, đúng không? Bây giờ vô phần khách bio nè để kiểm tra coi cái điểm của mèo mà mình nhận được. Được 125 điểm các bạn ha. Rõ ràng. Bây giờ kiếm thêm điểm nữa thôi. Thì các bạn sẽ truy cập vô phần accept validate nè, đi hẹn hò ha. Để hẹn hò thì các bạn sẽ chia sẻ cái link này bên Twitter, tùy tùy các bạn muốn chia sẻ thì chia sẻ, không thì thôi các bạn. Các bạn có thể chéo cho nhau join kênh Telegram để nhận cái mã mèo và hẹn hò chéo cho nhau ha. Các bạn sẽ truy cập cho một accept nè. Để tôi share cái. More action. Các bạn truy cập cho một more action. Thì các bạn sẽ bấm vô phần invite nè, đúng không? Ngay tại bước này gì? Các bạn sẽ nhập mã mời, nhập cái mã, có nghĩa là cái mã mèo của người khác, cái mã mèo lấy ở đâu, mã mèo thực tế là cái mã ID của NFT các bạn, đây ha, và cái mã mèo. Giờ ví dụ tôi qua một cái ví khác là tôi lấy cái mã này, đúng không? Sau về cái ví mà vừa mua mèo nè, bấm vô more action, đi mời gọi ha, bỏ cái phần dấu thăng ra các bạn nhé, sau đó bấm invite, xác nhận trên ví, đúng không? Thì khi mà các bạn xác nhận xong, mạng lưới nó xác nhận giao dịch xong á, thì các bạn sang cái ví mà được mời á, ví dụ ví này tôi sẽ bấm vào phần accept nè, thì sẽ hiện cái lời mời ở đây, hiện tại chưa, đúng không? Mạng lưới chưa xác nhận kịp, cho bắt lại. More action, accept nè, chưa luôn, để xem bên kia. Do giao dịch chưa xác nhận xong các bạn, đợi khoảng vài giây ha. Mỗi một ngày như vậy bạn hẹn hò được 5 lần. Những cái mã mời, những cái mã của mèo mình đang nuôi á, mình sẽ để sẵn ở trong phần mô tả video. Anh em thích thì có thể hẹn hò với tôi ha, tôi sẽ accept hết toàn bộ. Hứa luôn sẽ ngoại tình hết. Rồi xong. Bây giờ về qua cái ví mà được mời nè, qua con mèo được mời. Cho lót lại một cái đi ha. More action, accept. Ngay lập tức sẽ thấy lời mời. Bây giờ tôi sẽ làm sao? Bấm vào thôi. Rồi sau đó tôi accept. Xác nhận trên ví là coi như xong. Vậy mà được một lần đúng không? Mỗi ngày như vậy 5 lần. Làm đều đều cho tới ngày nó ra drop thì thôi các bạn nha. Và tổng chi phí thì mình nghĩ không nhiều đâu. Bây giờ về lại cái con mèo hồi nãy nè. Sau khi đi hẹn hò rồi vô phần khách bio để kiểm tra, không? Mỗi lần hẹn hò được thêm 25 điểm nữa. Thì cũng được các bạn. Kèo này nếu mà cày sơ sơ thì chắc cũng lên được
khoảng 10.000 điểm nữa. Tại vì hiện tại là tôi cũng đâu đó cũng tầm 10.000 rồi, thì kiếm được vài ngàn điểm nó cũng được. Đấy, đó là cái cách để cho các bạn nuôi mèo. Thì anh em siêng thì cố gắng làm nhiều ha, mỗi ngày làm cho đủ cái nhiệm vụ. Là tóm tắt lại nhiệm vụ một cái, được 7 lần cho ăn, 2 lần dọn dẹp và 5 lần đi hẹn hò. Đấy, đó là cách nuôi mèo. Rồi còn gì nữa hay không nhỉ? Linh mèo, ID mèo mình có đặt sẵn trong phần mô tả anh em nha. Anh em thích thì hẹn hò nhau. Còn không nữa các bạn cứ join kênh Telegram. Rất là nhiều ông đang nuôi mèo trong Telegram. Xong, trong quá trình thao tác và gặp vấn đề này nữa thì để lại comment. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.